ngỡ ngàng với bảng xếp hạng 10 nam thần sau 95 đẹp nhất Hoa ngữ. Soái ca tinh hán sán lạn, mua lỗi lại đội sổ. Đặng Vi, Vương Hạc Đệ đều thua anh chàng nâng hoài vẫn flop. Cách đây không lâu, một trang truyền thông bất ngờ đăng tải kết quả bình chọn của bảng xếp hạng 10 nam thần lứa 95 đẹp nhất Hoa ngữ. Và thứ hạng của dàn nam thần như Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ hay Đặng Vi đều chẳng thể làm vừa lòng khán giả. Nhất là khi cái tên đứng đầu bảng lại là anh chàng đóng cổ trang thì bị đánh giá không hợp, tư bản nâng hết cỡ vẫn chẳng thể hot đó. Việc Ngô Lỗi đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng chắc chắn đã khiến nhiều fan Hoa ngữ không hài lòng. Bởi so với 9 cái tên còn lại đứng cao hơn thì Ngô Lỗi có cả ngoại hình lẫn thực lực, phim hot cũng chẳng thiếu. Không lẽ vì dạo gần đây anh chẳng có tác phẩm mới đáng chú ý nào nên bị khán giả ngó lơ? Trần Chiết Viễn dù gây thất vọng với bộ phim Tiên Kiếm 4 nhưng chẳng hề gì, vì sức hút của Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn còn đó. Bằng chứng là anh được đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng trai đẹp của năm 2023 đó. Cái tên tiếp theo chính là Hầu Minh Hạo, chàng soái ca cũng có ngoại hình và thực lực nhưng chẳng hiểu sao mãi chẳng thể hot. Nhìn vào thứ hạng khá ổn của Hầu Minh Hạo, có thể thấy dù Hộ Tâm bị đánh giá kém và đưa vào hàng flop thì khán giả vẫn rất ưng chàng nam thần này. Không có hoạt động gì nổi bật trong năm 2023 mà vẫn lọt vào top 7, điều này chứng minh fan của Vương Tuấn Khải vẫn một lòng một dạ với anh. Quyết không để thần tượng vắng bóng khỏi những bảng xếp hạng của lứa sao nam sau 95. Trái ngược với Vương Tuấn Khải mờ nhạt, Tăng Thuấn Hy lại có một năm 2023 khá thành công, rất đáng để fake. Hai bộ phim Liên Hoa Lâu và Điền Canh Kỷ đều tạo được tiếng vang sau khi lên sóng, giúp tên tuổi của Tăng Thuấn Hy thăng hạng. Bản thân anh lại rất tích cực đi sự kiện hay thảm đỏ và chẳng bao giờ ngại chơi lớn để giành spotlight. Hứa Khải không phải là sao nam có duyên khán giả tốt, bởi anh đóng rất nhiều dự án khủng, toàn làm nam chính của Châu Đông Vũ, Dương Mịch hay Cảnh Điểm, nhưng chẳng thể thoát khỏi cái bóng của Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược. Dẫu vậy, Hứa Khải vẫn được giới tư bản lăng xê nhiệt tình nhờ ngoại hình điển trai đó. Tính ra trong năm 2023, Trương Lăng Hách có đến 4 bộ phim được ra mắt khán giả, trong đó anh là nam chính của Vân Chi Vũ và Ninh An Như Mộng. Dù phim không quá hot, Trương Lăng Hách cũng chẳng thể thoát cảnh chờ bạo, nhưng không sao, bởi cuối cùng khán giả cũng nhận ra được nét đẹp tiềm ẩn của Trương Lăng Hách rồi, bằng chứng là anh xếp thứ 4 trong top 10 trai đẹp của lứa 95. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ lại tái xuất với hình tượng bá đạo trong Dị Ái Vi Doanh. Dù phim bị khán giả pressing vì nội dung chân ái vô địch, tạo hình tổng tài mà trông như diện đồ chợ, nhưng điều này vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến sức hút của Vương Hạc Đệ. Anh vẫn được các nhãn hàng quốc tế săn đón, khoe vẻ điển trai trong các sự kiện lớn. Đặng Vi chính là nam diễn viên trẻ bạo nhất trong năm 2023 vừa qua. Làm nam chính của Dương Tử trong Trường Tương Tư, anh chính thức thoát cảnh chờ bạo để gia nhập hàng ngũ lưu lượng của CBiz. Nhờ thế mà công chúng mới nhận ra Đặng Vi là chàng diễn viên vừa đẹp trai lại vừa chu đáo và ấm áp, xứng đáng được điểm 10. Rất nhiều người đã phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi Tống Uy Long lại đứng đầu bảng xếp hạng trai đẹp đó. Bởi anh chỉ ưa nhìn trong tạo hình hiện đại thôi, chứ cứ đóng phim cổ trang là lại khiến khán giả kêu trời. Chưa kể, xét về danh tiếng thì Tống Uy Long kém xa những cái tên xếp sau mình, nâng hoài mà chẳng hot. Khán giả đã phải tự hỏi, không biết sức mạnh siêu nhiên nào đã chống lưng cho anh chàng này đó.